365 ngày cùng cầu nguyện với lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ hội thánh. Ngày 183. Trong kho tàng truyện ngụ ngôn có một câu chuyện dí dỏm như sau. Một con khỉ cầm hai nắm đậu rồng. Một hạt đậu rơi xuống đất. Nó tính nhặt hạt đậu đó lên. Không ngờ vừa nhón tay lại rơi thêm 20 hạt nữa. Nó định nhặt 20 hạt đậu đó lên. Ai ngờ vừa mở ngón tay, cả nắm đậu trong tay bị bung ra hết. Con khỉ hoảng hốt làm bung nốt nắm đậu ở trong tay kia. Nó dùng cả tay lẫn chân vét đậu lại. Nhưng càng khều thì đậu càng văng ra xa. Cuối cùng, cả hai nắm đậu tản ra trên mặt đất như một đám khói. Cuộc sống không ngừng đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa. Nếu ta chọn lựa sống theo Chúa, thì ta không thể tiếp tục đeo bám những điều làm cản trở ta, dù cho điều đó có quan trọng đến mấy. Đó là điều mà Chúa Giêsu gửi đến đám đông ngày xưa và chúng ta hôm nay. Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Đức Giêsu trả lời: "Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Một môn đệ khác thưa với người: "Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Thật rõ ràng, theo Chúa trên đường Chúa đi là không đi tìm tiện nghi và sung sướng. Con trồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chúa không đi tìm gối êm, không tìm mái nhà ấm áp, cũng chẳng chờ đợi sự phục vụ từ người khác. Là người phục vụ, Chúa cũng là người tự do hoàn toàn để Chúa đến bất cứ đâu mà anh chị em đang cần đến Chúa. Chúa tự do cả với nhu cầu gia đình, tự do với cả những gì mà ta tưởng là trói buộc Chúa. Người môn đệ theo Chúa cần phải mặc lấy tinh thần từ bỏ, thanh thoát của Chúa. Chỉ như vậy thì mùa thu hoạch thánh mới có thể đến trên cánh đồng loan báo tin mừng. Đó cũng là tâm tình của thánh tiến sĩ Gioan Thánh Giá nhắc nhở ta. Nếu bạn muốn đạt được một mùa thu hoạch thánh, thì trên đường đến đó đừng vơ vào, nhưng hãy chối bỏ mọi sự. Lạy Chúa, được theo bước Chúa là ân sủng lớn lắm.
Nhưng Chúa ơi, để ân sủng của Chúa có thể triển nở nơi con, xin Chúa giúp chúng con đừng vơ vén bất cứ gì cho bản thân. Ngược lại, biết từ bỏ mọi điều chúng con đang đeo bám, mọi điều đang ràng buộc chúng con, để chúng con có thể trở thành người tông đồ tự do thật sự cho Chúa và cho nước Chúa. Lạy Thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con. Hồn sống trong ngày. Từ bỏ một điều gì ta đang đeo bám để ta tự do hơn cho Chúa. Điều ta từ bỏ có thể là đam mê Internet, Facebook hay YouTube, cũng có thể là shopping, là thích tán gẫu với người khác. Chuyên đời